đến là sẽ có thêm một cái lớp da giảm lực ở lưng nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Hôm nay thì Ngọc Japan cơ sở 1 tại Hưng Yên đã tiếp tục về được một mẫu ghế của Fuji Yoki. Đó là bản SKS 6700. Cái bản này là bản rất hiếm của dòng Fuji Yoki, thậm chí còn hiếm hơn nhiều so với lại bản AS 1001 hay là AS 2001 bây giờ. Đó. Thì đây là bản cao cấp, bản nâng cấp so với bản AS 970. Ở bản này thì chúng ta đã có thêm đấy là tấm sưởi hồng ngoại ở lưng. Tức là ở bản này là chúng ta đầy đủ cả sưởi hồng ngoại ở lưng, ở tay và ở chân rồi. Thì cái đặc điểm của dòng này đó là đây là một chiếc ghế massage giường nằm. Nó sẽ có được bài 30 phút chuyên sâu. Đó. Thì đây mình sẽ ngả ra cho các bạn thấy được tại làm sao mà chúng ta lại gọi đây là bản ghế massage giường nằm. Vì cái bản này thì sẽ sử dụng cái cơ chế ngả lưng cũng như nâng chân khác so với lại những mẫu ghế massage khác. Đó, thì ở đây chúng ta có thể thấy nó ngả ra được như một chiếc giường như thế này. Nó ngả tối đa lên tới 170 độ. Đây, mình sẽ quay cho các bạn thấy vào chi tiết các cái bài đánh của nó. Thì ở đây nó sẽ có bài toàn thân. Đó, bên trong bài toàn thân này thì sẽ lại có 5 bài đánh nhỏ. Đó, bài cổ vai gáy, bên trong cũng sẽ có 4 bài nữa. Bài lưng eo, bên trong cũng có 5 bài. Bài kéo giãn chuyên sâu thì sẽ có 3 bài. Đó, đây là bài 30 phút. Bên trong bài 30 phút này sẽ có 4 kiểu đánh, 4 bài đánh khác nhau. Thì nó sẽ có một bài VIP ở đây. Đó. Số lượng bài đánh của chiếc này cực kỳ nhiều. Và đặc biệt SKS 6700 là bản made in Japan, sản xuất và hoàn toàn là sử dụng ở Nhật. Các bạn có thể thấy made in Japan. Thì bất cứ trên chiếc ghế nào thì đều phải có cái mã y tế. Đây là cái mã y tế. Và đây, đây là series của máy. Điện năng tiêu thụ của chiếc này thì tối đa nó chỉ có 220W khi mà mình bật đầy đủ hết sưởi lên. Đó, còn bình thường chỉ là 110W. Điện tốn cực kỳ ít. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn thấy vào. Đây, đây là phần gối. Do đây là bản da lì. Đó, thế nên là cảm giác sờ rất là mượt, mềm. Và cũng sẽ có những cái phần hoa văn dập để gây hiệu ứng ở đây. Đó. Ở trước này thì có rất nhiều là lớp da, thì đây là cái lớp mà lớp sưởi hồng ngoại, tấm sưởi hồng ngoại riêng ở lưng. Các bạn có thể thấy nó có những cái vết hằn của phần sưởi hồng ngoại bên trong. Tiếp đến là sẽ có thêm một cái lớp da giảm lực ở lưng nữa. Bản này thì khách hàng của Ngọc Japan hỏi rất là nhiều. Bởi vì cách đánh của chiếc này là một trong những chiếc mà hay nhất của dòng Fuji rồi. Cơ chế ngả của chiếc này cũng hay. Bởi vì là khi ngả thì phần tay của các bạn sẽ không bị thụt lùi lại. Mà nó sẽ được giữ nguyên ở một vị trí bởi vì dùng cơ chế trượt để ngả ra. Ở phần chân này, các bạn cũng có thể duỗi dài ra để điều chỉnh theo độ dài chân của từng người. Dưới lòng bàn chân này cũng sẽ có phần sưởi hồng ngoại ở đây, kết hợp với lại một viên bi bấm huyệt. Các bạn có thể thấy nó đang nổi lên ở đây. Đó, khi mà viên bi bấm huyệt này được massage, tức là phần chân này kết hợp giữa túi khí cũng như là hai túi khí bên trên bóp đẩy viên bi bấm huyệt này lên, ấn vào gan bàn chân của các bạn, giúp các bạn thư giãn mệt mỏi hơn ở phần chân. Đó, bên trên này cũng sẽ có các cái phần túi khí để giúp massage phần bắp chân.
Các bạn mua ghế liên hệ với Ngọc Japan qua số điện thoại cũng như là Zalo 0974945555 thì Ngọc Japan sẽ giao hàng cũng như bảo hành toàn quốc cho các bạn.